Vũ trụ phim ảnh VTV sở hữu một dàn diễn viên chất lượng từ ngoại hình cho đến diễn xuất. Đặc biệt, có rất nhiều nữ diễn viên không chỉ xinh đẹp mà còn nổi bật với đôi chân dài thẳng tắp như siêu mẫu. Dù ít khoe nhưng chỉ cần họ để lộ chân một giây thôi cũng đủ khiến khán giả yêu thích phải thốt lên từ đỉnh. Một, Phương Oanh. Kể từ sau Cùng Búp Bê, Phương Oanh trở thành nữ diễn viên quen mặt với khán giả trên màn ảnh nhỏ. Nhan sắc của nữ diễn viên này cực hợp ura số công chúng, xinh đẹp, quyến rũ, nóng bỏng. Trước đó, trong các sự kiện, Phương Oanh cũng thỉnh thoảng diện những bộ đồ có thể khoe triệt để đôi chân dài thẳng tắp của mình. Lần khác, cô diễn mẫu với cách điệu khoe chân thon khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn. Hồng Diễm. Hồng Diễm là nữ diễn viên đã quá quen thuộc với các mọt phim Việt. Cô được biết đến là người có phong cách ăn mặc giản dị, nhẹ nhàng, kín đáo, nên chỉ có một số hình ảnh hiếm hoi khi Hồng Diễm quay đôi chân dài rất đẹp của mình. Có lần, cô diện một chiếc quần đen bó sát, nhìn vào là thấy ghen tị với Hồng Diễm liền vì đôi chân của cô sao mà dài mà thon thả thế cơ chứ. Khi tham gia một số sự kiện, Hồng Diễm thỉnh thoảng cũng chọn mẫu váy xẻ tà cao. Người đẹp Hồng Diễm cũng hiểu lắm lợi thế chân đẹp của bản thân nên mới chọn mẫu trang phục vầy. Nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn, chân dài, và trong mắt các fan hâm mộ thì cô cũng chẳng kém siêu mẫu là mấy đâu. Ba, Thanh Hương. Nữ diễn viên Thanh Hương đóng vai Lệ trong Mùa Hoa Tìm Lại cũng là một người đẹp chân dài đẹp chẳng kém ai. Với lợi thế chiều cao 1m72, Thanh Hương không chỉ có thân hình với số đo chuẩn chỉnh mà còn sở hữu đôi chân dài thon thả và thẳng tắp. Huyền Ly Di. Huyền Ly Di cũng là một trong những tên tuổi thường xuyên góp mặt vào các dự án phim của VTV. Ở tuổi 30, nữ diễn viên đang tập trung vào sự nghiệp và chăm sóc con trai. Dù vậy, phong độ nhan sắc của cô vẫn chưa bao giờ sụt giảm. Sở hữu đôi chân dài miên man giúp nữ diễn viên cân mọi khung hình. Quỳnh là diễn viên quen mặt trong hàng loạt phim ăn khách của VTV như Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con. Thu Quỳnh nhận được sự quan tâm lớn cả về đời tư lẫn nhan sắc. Không chỉ sở hữu gương mặt trẻ trung, thân hình đẹp, Thu Quỳnh này còn khiến nhiều người phải suýt xoa vì đôi chân dài mượt mà. Thông tin nhan sắc dàn nữ diễn viên của vũ trụ phim ảnh VTV xin được khép lại tại đây. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.